Đêm nay một xin chào mọi người, ngày hôm nay Trọng Ngọc đang đi lắp một hệ thống âm thanh cho một giáo sứ. Đây là hệ thống âm thanh Phil Acoustic, là gồm 4 đôi 1002 và một đôi và một đôi sub 502, một bàn mixer và một hai cục công suất, một cục công suất F12 đánh full và một cục công suất là F210 đánh sub. Đấy, và dây loa tủ máy đầy đủ, micro fill mệt mệt là 37. Và đây là cấu hình của lắp âm thanh với trị giá 141 triệu. Đây là loa 1002, dòng này là một bát 25 và 2 tép, công suất của nó là 400W 8 ohm. Và giải tần thì từ 80Hz và đến 19kHz cộng trừ 10dB. Đây là hình thức của loa 1002. Đây là hình thức. Đây là sub 502. 502 là côn 125. Sub fill 502 côn 125. Một cặp sub 45 với cái cấu hình này thì đánh làm đám cưới rất là ok, gọn nhẹ. Loa có trọng lượng 19 cân, một loa bưng gọn nhẹ lắm. Rất gọn nhẹ, rất nhẹ nhàng, gọn nhẹ. Về cho người biên giới chiến đấu sông pha thìa đầu. Cái tâm của nó rất là ok. Và 141 triệu là bao gồm vận chuyển lắp đặt. Đây là đang đi lắp cho giáo sư Quách Làng ở huyện Anh Sơn, tỉnh An. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.